đồi cá suối. Lên tới bãi này đâu? Hàng VinFast bị trả về từ nước ngoài. Bán không được, giờ đậu ngay cái trong rừng để mà chuẩn bị cho nó đi về theo cõi trời. Đã đi đi. Đây. Hả? À, không ăn quậy hả? Casual. Đó, thầy Minh Tệ đồ hàng mới. Hàng mới ra nè, giờ thấy rồi đó. Món đồ sao lạ này nha. Cá lạ giận. Máy bay thành phố. Bây giờ đi về miền Tây. Ông bằng ngón tay trái này qua. Trụ bự chào bái mà cái ống dẫn nước vô bằng tay trái làm có hình thức rồi. Dừng chân đầu tiên của chuyến đi miền Tây, đang trên đường cao tốc đi về Cần Thơ. Hôm nay đổi tài xế rồi, bản đồ lịch sự hơn, không còn trẻ trâu giống như mấy bữa trước. Gì đó bánh lá dừa, bắp. Ok luôn. Ủa Thái Sành đi đâu rồi? Phở bò, hủ tiếu. Và đây là cơm sườn trứng. Bánh mì. Bánh mì muôn năm. Muôn năm. Bánh lá dừa. Lạc cảng. Hủ tiếu ngon chứ thấy thông thường thấy không ngon à. Rồi, ăn đại cho sống qua ngày. Tâm Hải ơi, Dưỡng Hai thèm chocolate. Bán cho Dương Hai 1 xu chocolate được không? Okay. Thank you. Cho anh Thái Trần chưa? Thái Trần cái chưa? Thái Trần. Không ăn tâm, nha. Tâm Hải mới có một hầm vàng nào. Về dưới đây thấy mấy cây dừa nhiều nhiều mới thấy giống như miền Tây hơn. Có chút sống hơn ha. Thấy cảnh đồng đây với miền Trung nó hơi khác khác. Khác kêu chứ. Cái này là xôi chuối giống như bánh. Đường cao tốc bị tai nạn. Mới quần ra làm gì? Có tròn đi đái à, hả? Nó cho một bên đi, một bên chạy vậy đó. Hai. Ngồi xuống công an kìa. Chuyện hai kìa, quá trời, bị lâu rồi, mới bị lâu rồi, công an lên lẹ rồi. Chuyện hai kìa. Cái này lâu rồi, công an vô đây lâu rồi. Tại nó cản nãy giờ. Tại quay cái này nè. Ôi. Không nghe, nó nói chuyện hai quay cái này của nó nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi con, công an kìa. Công an bắt đó. Police. Xe tải bị gì hả? Xe tải nổ vỏ. Đâu có vỏ đâu. Cần ấy vô nó thay vỏ đó. À. Ok, hết chuyện. Chỉ có xe 4 bánh thôi, chứ 2 bánh không được đi. À. Bị tầng 1 qua bên kia. What? Bảo đảm an toàn không? Không. Thì thôi. Được rồi. Cái gì ôm sầm vậy? Ủa? Nó còn kêu cởi quần ra không kỳ sao? Hả? Không kỳ hả? Dì hai kéo lại cho. Hả? Dì hai làm gì? Dì hai làm gì kỳ quá vậy? Chọc Hải. Con kể cho Dương Hai nghe coi. Chọc Hải. Chọc Hải hả? Chọc hồi nào? Tôi chọc hồi nào? Chọc Hải. Không có nè. Con kêu dì hai kéo quần lên giùm con mà.
kéo lại coi, kéo lại Dương Hai coi rồi. Coi kéo vậy hả? Rồi đâu biết đi hướng này đâu. Mà dưới nước á. Ấy rồi tới địa điểm. Lạnh đâu mà lạnh. Bạc Liêu đây. Đây là khách sạn Thành Đạt, ở trên lầu 7, trên sân thượng có một cái nhà hàng. Ăn ở đây cũng được mấy nhiều lần rồi. Có một cái cây ở đây luôn. Cái màu như vậy mới đúng nè. Không ăn chỗ nào mà tôi thích hết. Phải đúng cái quán này. Đúng là kiểu nấu kiểu miền Tây rồi. Cái màu này, cục thịt nó nhỏ nhỏ, cắt cục gì mà trời chó chết. Chú chú ơi. Quốc đi. Đúng cho. Rồi, thằng kia nó uống một ly nữa cho nghĩ nó no luôn rồi đó. Về đây ăn nè. Có cá chiên nữa hả? Cá đồ chiên. Âm Hải, không có phá con. Lấy cái này ra. Không kìa. Bị đòn nha. Đóng xuống. Lấy tay ra. Đình mà nó. Sao gì còn. Ừ, nó còn. Dạ, tiền hưởng này còn nữa nè. Lẩu hay quay mà ở mình là đâu phải chụp chân mình ăn thử. Bốn nước gì không? Nước ngọt không? Nước gì? Coca, bà kêu Coca. Để đem lên. Đào nắp mặt luôn. Không cần ăn gì ăn đau thôi.
gì làm chín rồi phải không ta? Chưa. Thấy nó sôi bụng. Có thêm một biển nữa. Hồi xưa nó có cao nhất. Cảm ơn. Nè để cho ba đi. Nấm gì? Do đắng này nó mọc ở sau hè đó. Còn thương do đắng sau sau sân. Ở sau hè ở quê hồi xưa là khuya tới tiểu thì sợ đó, ở ra sau hè nó ngồi tới tiểu không à. Nó do đắng này mọc. Nhà nước tiểu của mấy ông tưới tiện. Chiều quá nghe đâu không biết chứ không. Ừ. Ngon là cái hương của nó mọc ở sau hè á. Ăn ăn bỏ vô trụng hoài ra hoài cái nồi còn hoài luôn. Tất cả nồi hết mà cái nồi còn nguyên. Chú Dũng ăn mạnh lên chú Dũng. Lúc nó đập bỏ cái hồ bơi để đâu có xây cái hồ bơi. Nó có trái dài gì vậy? Không không, anh no rồi, anh chỉ muốn ăn chơi thôi. Cái mơ mốt lên nói ăn đi để con ghi sổ để mơ mốt ba mẹ con lên trả. Trời nó cũng ăn rồi chưa. Mới tới hồi chiều tới giờ mà giờ rồi ăn nè. Để ăn dặn mặt tới mai luôn. Trời.